Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Loạt khung ảnh đáng yêu của con gái Võ Hà Trâm bên chồng Ấn Độ. Nữ ca sĩ cho biết ông xã rất yêu con gái, mỗi ngày đều dành thời gian để trò chuyện với bé, dù biết nhóc tì chưa hiểu gì. Từ khi gia đình có thành viên mới, Võ Hà Trâm nhanh chóng gia nhập hội nghiện con khi toàn bộ bài viết đều liên quan đến nhóc tì. Mới đây cô đã tổng hợp đoạn clip khá dài ghi lại mọi khoảnh khắc đáng yêu của bé Moon từ một ngày tuổi cho đến nay gần 2 tháng. Đặc biệt chi tiết ông xã Ấn Độ yêu thương bé nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Lần đầu lên chức phụ huynh, Võ Hà Trâm không muốn bỏ lỡ một giây phút nào những biểu cảm đáng yêu của cô công chúa. Hiện tại, quỹ thời gian của hai vợ chồng tập trung vào việc chăm sóc bé Moon. Trộm ví con gái Võ Hà Trâm khỏe mạnh, phát triển tốt, khá cứng cáp. Lúc một ngày tuổi đã đòi bé đứng. Một trong những điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy ông xã Ấn Độ chơi với con. Từ trước đến nay, anh không quá khéo léo chuyện nhà cửa. Và lần đầu lên chức cũng không tránh khỏi sự vụng về. Dẫu vậy Vikas thích bé con hay trò chuyện với Moon, ôm cục cưng vào lòng. Cô hay trêu ông xã, bà làm gì thế, ba cưỡng hôn con à. Con cưng trong vòng tay ba khi 16 ngày tuổi. Nhóc tì thường bị mẹ trêu ghẹo là bà hội đồng đi thu hụi với biểu cảm cau có. Ngoài ra con gái Võ Hà Trâm khá hóng hớt, biết nhìn thẳng vào người đối diện mỗi khi ai đó trò chuyện. Thời điểm con cưng 3 tuần tuổi đã chăm chú xem TV khi mẹ ra mắt MV đầu tiên có sự xuất hiện của Moon. Võ Hà Trâm cũng ngỡ ngàng, em không biết sao chứ con em mới gần 3 tuần tuổi đã nhìn thẳng vào mặt mẹ nó, bà vú nó mỗi khi chúng em nói chuyện với nó. Rồi xong mẹ mở MV mới cho cả nhà coi, thì em ấy nghiêng đầu coi ké luôn, 3 tuần hay 3 tháng vậy con ơi. Võ Hà Trâm cũng giảm cân nhanh chóng sau thời gian sinh con chỉ khoảng 1 tuần. Nữ ca sĩ và nhóc tì có khung ảnh chung, tuy nhiên hai cha con thì ngược lại hoàn toàn. Cô là phó nháy cho chồng và Moon. Biểu cảm của nhóc tì khi nghe ba nói chuyện cực hài hước, khi biểu môi lúc lại cau có, như tỏ ra mình đang không hiểu ông bố làm gì. Mỗi ngày Vikas đều dành thời gian bế con và nói đủ thứ trên đời. Cách anh âu yếm, hôn công chúa khiến Võ Hà Trâm cảm thấy hạnh phúc. Hiện tại ông bà nội ngoại đều chưa được gặp bé Moon vì lệnh giãn cách xã hội kéo dài. Vikas chỉ có thể điện thoại cho gia đình mình ở Ấn Độ và nhìn cháu qua điện thoại. Cô mong rằng dịch bệnh sớm kết thúc để gia đình hai bên được đoàn tụ, chăm nhóc tì vừa chào đời. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.